Vâng, hello, lại là em Thịnh đây, gửi lời chào đến bà con nha. Lời nói đầu tiên em Thịnh kính chúc toàn thể anh em nhiều sức khỏe, bằng lành trong cuộc sống nha. Làm ăn phát tài phát lộc anh em nha. Trước mắt anh em đây là xe Innova 2014 đăng ký lăn bánh 2015 phơ mới mặt quỷ bản E xịn gia đình, ABS túi khí, máy gầm ngon sơn xi đẹp nha. Auto lock nè, tay cửa inox nè, hai dàn lạnh riêng theo xe nè, học để mắt kính nè, keo chỉ lồng về máy về riêng lắm anh chị nha. Để cho anh chị mình xe này 365 triệu bao hồ sơ cho anh em mình luôn nha. Có xem là cô bớt, có chạy thử là cô bớt anh em nha. Anh em nhìn cái chất xe đẹp chỗ này nè, keo chỉ lồng về máy về riêng hết nè, lồng về chưa làm đồng bao giờ nè, keo chỉ lồng về máy về nè. Anh em nhìn thấy không, rất là chất lượng nha. Em này anh em mua về trước lên xe đi thôi, không có lỗi nha anh chị nha. Đó, anh em mua về sẵn đi, túp ly nỉ riêng còn luôn nè anh chị ha, nguyên dàn nỉ nè. Nói chung thì em cũng còn một xe giống vậy, đời 2014 luôn, nhưng mà nó là bản tiêu chuẩn, mình bán có 208 thôi. Còn chiếc xe này nó quá cộp đi, 365 nó là bản E nữa, nguyên dàn cái nỉ riêng nè, dây xích bèo mới toàn luôn nè anh chị không. Đó, quá đã đúng không, ghế nỉ riêng nè. Anh em bây giờ mua Innova mà anh em kiếm dàn cái nỉ riêng giống như xe này là hiếm có lắm. Tại vì đa phần những dòng Innova người ta mua về ta chạy dịch vụ tại taxi, nhưng mà xe này là xe gia đình và siêu cộp, nếu mà dịch vụ taxi không ai còn ghế nỉ riêng này đâu. Khi mà người ta đã lợp lên là cái ghế nỉ người ta đã hư, người ta mới lợp ghế mới anh em ha. Đó, anh em nhìn không, túp ly nỉ, dàn ghế là ghế nỉ, dàn là dàn lạnh la phong riêng luôn nè anh chị ha. Đó, trần là nỉ riêng luôn. Đó, sàn là da da zin luôn nè anh chị. Xe này sàn da zin nó lần xưa xưa giờ. Bát cửa bon điện keo chỉ là 100%, xe không lỗi nhỏ nha. Có lỗi cho chiếc xe này cho anh em mình luôn nha. Bao xài, bao chạy, bao chém, bao quay đầu nha. Hỗ trợ giao lưu, hỗ trợ cho đổi với bà con nha. Bà con hãy mua góp cũng được, mua mặt cũng được nè. Anh em hoặc là mua thiếu nợ cũng được luôn. Thiếu nợ thì cho xe này cho anh em mình nợ em lại khoảng chừng cái 20-30 ha. Còn dù mà mua góp thì được hỗ trợ 100 triệu nếu anh em mình liên hệ cho chủ Hạnh ha. Nếu ở khu vực miền Tây dễ đậu ha. Miền Tây dễ đậu thì liên hệ cho Hạnh qua số là 0393678727, bao gồm gửi căn cước mặt trước, mặt sau. Đó, bằng lái và cái số điện thoại của anh em lại để nhân viên tư vấn ha. Còn nếu mà nhân viên có tư vấn chậm thì anh em mình vui lòng alo nha. Đó, củ số riêng theo xe nè anh chị ha. Rất là rõ bằng, màn hình thì chưa có màn Android nhưng mà anh em nào muốn lên thì em lên tặng cho anh em dùng vẫn được nha. 365 triệu ha. Đó, học nè, học để mắt kiến nè. Anh em nhìn vô lăng đi không nổi luôn ha, quá đẹp đúng không? Túi khí nè anh chị ha. Đó. Gương kính chỉnh điện nè, bắt cửa bản lề mới tanh keo chỉ 100% nè. Anh em mua về đi ngay thôi, giá thành cực kỳ hợp lý và rẻ nha. Có xem là cô bớt, có chạy thử là cô bớt anh em nha. Hai chìa khóa riêng theo xe luôn anh chị nha. Còn rất ư là ok và xuất sắc nha. Đó. Xe chạy mới 89.000 cây số anh chị nha, quá đỉnh luôn anh chị nha. Hàng này hàng có thể là hàng chụp độc và tuyệt chủng luôn á, hiếm có lắm anh chị nha. Lâu lâu em mới về được những cái dòng xe Innova mà cộp như thế này nha. Anh em nhìn vô lăng nè. Nước sơn rin của cái này nó bị cho bay màu chỗ này xíu xíu nè không? À, anh em không? Rin hết luôn anh em nha. Anh em mua về đi ngay thôi. Không làm gì nữa anh chị nha. Gương kính chỉnh điện, tay cửa inox nè, túp ly này còn luôn nè. Đó, vân anh em nhìn rất là đẹp anh chị nha. Những cái vân ở bên hành túp ly đó nè anh em nhìn thấy không? Rất là sắc nét và tinh tế ha. Rất là đẹp rồi. Mâm hoa mai vậy ha. Cái này giống như dạng hoa mai của món ninh vậy ha. Dở về tôi. Quá mới luôn chị nha. Nói chung là xe này là 10 điểm anh chị nha. Không có chỗ nào để có điểm trừ được hết anh chị ha. 365 triệu. Cái máy thì hôi rồi ơi. Máy mới tinh luôn. Bình là bình mới, dây cu lo mới luôn. Nói chung là tiền nào của ấy anh chị ha. 280 triệu thì đẹp hay của 280 triệu. Còn 365 triệu thì đẹp hay 365 triệu. Nhưng mà 365 triệu này nó có nhiều tính năng an toàn hơn. Đó, anh em nhìn nè. Xích mát mà. Cái mới nè, bình dầu à. Bon nữa nè, mấy cái bon điện chấm điện zin đó nè anh chị không. Mặt máy tem zin còn luôn nè anh chị không. Đó, em này là máy còn zin luôn nha anh chị nha. Và chiếc xe này đặc biệt cái nữa là xe này mình nếu mà có lỗ hơi, lỗ khói em cho luôn, tặng cho anh chị mình làm quà. Nè, keo chỉ lồng về đó nè. Rin lắm anh chị nha, xương đầu hắn băng 100%. Anh em biết con này để làm gì không? Đố anh em à, cái này là rin luôn nè. Đố anh em mình cái này để làm gì? Anh em trả lời đúng em qua đây xem xe này em bớt cho anh em 5 triệu nha. Nếu mà đúng nha, bớt cho anh em 5 triệu. Keo chỉ 100%, tem bọng nhãn mát cabo đầy đủ hết luôn anh chị nha. Không thiếu thứ gì anh chị nha. Rin lắm anh chị ơi, anh chị qua là xem là thích ngay thôi. Mặt máy này nhìn nè, mới tinh khô gan luôn nè anh chị ha. Đó. Form dáng nó quá đẹp rồi anh chị ha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt anh em nha. Đó, anh em thì qua lựa chạy thử thoải mái vô tư ha. Cùng với em Thịnh Bến Tre. Bon điện 100% nha anh chị nha. Không thiếu thứ gì nha. Nguyên dàn ghế nỉ, dàn sàn ngon luôn nè. Túp lô, túp ly đẹp, keo chỉ nè. Anh em mua về đi ngay thôi. Giá thành cực kỳ rẻ rồi. Ok, thì anh em nào thích cái mẫu này thì liên hệ cho em qua số là 0866 6789 71 để gặp Nhân, 0834 33 3771 để gặp Cường. Em Thịnh Bến Tre cảm ơn và hẹn gặp anh em ở clip sau. Anh em nào mà thích em xin một vô like, một đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn từ em Thịnh Bến Tre nha. Cảm ơn, hẹn gặp anh em clip sau à.